Giang vào một năm 2018 ồn ào đời tư, thăng hoa sự nghiệp. Năm 2018, dù cái tên Trường Giang tiếp tục phủ sóng rộng rãi, là người không thường xuyên theo dõi danh hài này, khán giả cũng dễ dàng thấy tên anh trên các phương tiện truyền thông. Từ những ồn ào đời tư đến việc liên tục tham gia các chương trình truyền hình, game show trong nhiều vai trò khác nhau, góp mặt trong dự án điện ảnh siêu sao siêu ngố của đạo diễn Đức Thịnh và đám cưới được mong chờ nhất với diễn viên xinh đẹp Nhã Phương. Trong năm qua, chuyện tình tay ba giữa nam em Trường Giang và Nhã Phương đã khiến dư luận dậy sóng. Chưa hết ồn ào, lại đến lượt Khánh My lên tiếng tiết lộ nam danh hài đã theo đuổi mình trong thời gian yêu Nhã Phương. Tiếp đó, ngôi sao Ơn Rời Cậu Đây Rồi lại có một màn cầu hôn ồn ào trong chương trình Mai Vàng. Hành động này của Trường Giang bị coi là thiếu chuyên nghiệp bởi chiếm sóng chương trình truyền hình trực tiếp. Chính vì lẽ đó mà giải Mai Vàng năm 2018 đã gạch tên nam nghệ sĩ khỏi tất cả các hạng mục đề cử vì màn cầu hôn gây nhiều tranh cãi. Sau những tin đồn rạn nứt tình cảm, Trường Giang và Nhã Phương cuối cùng cũng về chung một nhà bằng một đám cưới xa hoa vào cuối tháng 9 năm 2018. Nhiều người cũng đồn đoán rằng nữ diễn viên họ Trần đang mang thai, nhưng cặp đôi chưa một lần lên tiếng xác nhận. Nhắc đến Trường Giang ở sân khấu hài, khán giả sẽ nghĩ ngay đến vai Mười Khó đầy duyên dáng, hài hước vào năm 2010. Đây chính là vai diễn đưa cái tên Trường Giang từ một diễn viên ở sân khấu nụ cười mới, bước đến gần hơn với công chúng và tỏa sáng trên màn ảnh rộng. Trả lời cho những hoài nghi của nhiều khán giả khi một diễn viên hài đi đóng phim, nam nghệ sĩ khiến khán giả bất ngờ với diễn xuất của mình. Vẫn là sự hài hước đầy duyên dáng đặc trưng của Mười Khó, Trường Giang phiên bản diễn viên điện ảnh còn thể hiện khả năng biến hóa đầy linh hoạt trong từng vai diễn. Ở Lật Mặt 1, Trường Giang là một anh xe ôm tốt bụng. Ở 49 ngày, Trường Giang hóa thân thành anh chàng đông, chàng công tử có số phận đen đủi. Ở Taxi Em Tên Gì, khán giả lại bắt gặp một chàng tiến sĩ đi nhầm taxi. Đến Siêu Sao Siêu Ngố, anh lại thể hiện khả năng với vai diễn có tính cách đối lập, Thế Sơn Thế Tùng, một ngôi sao nổi tiếng và một anh chàng miền quê chỉ biết chăn heo. Không ngại khó khăn, bất chấp hình tượng. Chính vì thế, sự xuất hiện của Trường Giang trong mọi dự án điện ảnh luôn được khán giả mong chờ. Khả năng bảo chứng doanh thu phòng vé của Trường Giang được chứng minh bằng những con số. Năm 2015, phim Lật Mặt 1 thu về 72 tỷ đồng sau 2 tháng công chiếu. 49 ngày đạt 15 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày. Năm 2016, Taxi Em Tin Gì đoạt doanh thu 21 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày. Năm 2018, Siêu Sao Siêu Ngố vượt ngưỡng 100 tỷ đồng, lọt vào top 2 bộ phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất lịch sử. Lấn sân sang màn ảnh rộng, Trần Giang vẫn được ưu ái, phát huy khả năng chọc cười khán giả. Anh cho biết bản thân không sợ đóng khuôn trong mô hình ảnh hài, bởi đó là kiếp của mình. Ai nói Trường Giang cứ đóng hoài hài, thì tôi cũng kệ, kiếp của tôi là kiếp hài và không thể nào thay đổi được. Khán giả thương mình làm hài thì mình cứ làm hài, suốt đời này tôi cũng sẽ đóng hài cho khán giả coi. Tất nhiên hài cũng như câu chuyện nào khác đều phải có cảm xúc tròn trịa, lắng động cả. Với rất nhiều sự kiện diễn ra, năm 2018 của Trường Giang khép lại đầy ngọt ngào và khó quên với giải thưởng nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh. Cách đây ít ngày, Nhã Phương đã hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Vậy là trong những ngày đầu năm mới 2019, Trường Giang đã được đón nhận tin vui đầu tiên mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của anh. Sắp tới, nam diễn viên sẽ tái ngộ khán giả trong một bộ phim điện ảnh. Đây sẽ là một dự án mà nhiều khán giả khóc kinh khủng và cũng cười bành xác. Trường Giang tiết lộ về dự án mới, hứa hẹn đem về doanh thu 100 tỷ của mình. Trường Giang tiếp tục nói thẳng mặt Hari Won, thà cho Hari Won 1 triệu còn hơn mời đi ăn. Vào tối ngày 13 tháng 1, tập 10 chương trình Siêu Bất Ngờ đã lên sóng với rất nhiều tiết mục thú vị và hấp dẫn. Tham gia chương trình tuần này có sự xuất hiện của Cao Thiên Trang, Hiếu Nguyễn, Song Luân. Theo luật của chương trình, các nghệ sĩ tham gia dưới vai trò người chơi sẽ phải quay mặt về sau, nghe giọng nói để đoán xem nhân vật đang xuất hiện là ai. Như thường lệ, mở màn chương trình là phần giới thiệu người chơi của hai MC Trường Giang và Hari Won. Chương trình tuần này có sự tham gia của khá nhiều mỹ nam, trai đẹp, đúng như lời Trường Giang nói. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn nhiều nghệ sĩ tới chơi, vui vẻ hài hước, đẹp xinh lung linh. Hari Won không giấu nổi sự ham muốn và phấn khích. Cô thốt lên, tôi rất thích, hôm nay toàn là nam thần thôi. Trường Giang nghe vậy liền lên tiếng nhắc nhở, khiến Hari Won ngượng đỏ mặt. Anh nói là, người có gia đình rồi thì nên bớt lại đi. Sau đó Trường Giang còn chăm chọc Hari Won bằng cách đá sang Trấn Thành. À đúng rồi, phải thông cảm cho Hari Won thôi,
ở ngoài gặp cái giống mập hoài, ra ngoài gặp nam thần nên chịu đâu có nổi. Đây chỉ là câu nói đùa, nhưng một số khán giả lại không thích Trường Giang nói về Trấn Thành như vậy. Ấn tượng nhất trong chương trình là sự xuất hiện của nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền. Đây có lẽ là lần hiếm hoi nghệ sĩ Ngọc Huyền xuất hiện trên sóng truyền hình sau một thời gian dài sinh sống và làm việc tại hải ngoại. Có lẽ vì vậy mà các người chơi đều hoang mang, dù đã đoán ra người đứng sau mình là nghệ sĩ Ngọc Huyền nhưng vẫn không dám tin cô lại xuất hiện ở chương trình. Bởi thế họ phải đặt câu hỏi để nhờ Trường Giang trả lời. Nhưng vì Trường Giang trả lời quá mập mờ nên diễn viên Hiếu Nguyễn đã vô tình hỏi khá động chạm. Anh nói, em không biết anh Trường Giang đang thật hay đang giả, anh trả lời giúp em được không? Trường Giang nghe vậy liền tỏ ra bức xúc. Tôi phấn khích thì các bạn biết được nhân vật đằng sau là ai, mà tôi không phấn khích thì các bạn nói tôi giả. Các bạn nói tôi giả, tôi sống sao cho vừa lòng người. Nhiều khán giả xem truyền hình cũng cho rằng Trường Giang thực ra rất quan tâm và yêu thương Harry Won. Những xích mích scandal trên sóng truyền hình thời gian qua chỉ là đóng giả để thêm kịch tính. Sau khi được mọi người đoán ra mình, nghệ sĩ Ngọc Huyền đã có những chia sẻ đầy chân thành. Cô nói, tôi hiện giờ đang có gia đình ở nước ngoài, về Việt Nam chỉ làm việc thôi. Tôi đi đi về về chứ không chính thức ở Việt Nam hẳn. Bởi vậy các bạn trẻ sau này không tin tưởng rằng tôi lại đồng ý tham gia game show truyền hình. Nhưng tôi thấy mình nên tham gia game show cùng các bạn trẻ nhiều hơn để bảo tồn và phát huy nghệ thuật cải lương. Các bạn trẻ nhắc đến tôi, chứng tỏ cũng có biết tôi là ai rồi. Các bạn có thể biết đến tôi qua các băng hình xưa hoặc qua ông bà, cha mẹ, TV. Ít nhất tôi đã có dấu ấn trong lòng các bạn. Bởi vậy tôi càng phải xuất hiện trên sóng truyền hình để hy vọng rằng giới trẻ không bỏ quên cải lương và đã nằm trong tim, tiềm thức của chúng ta để nó không bị phai nhạt. Sau đó nghệ sĩ Ngọc Huyền tỏ ra hoang mang khi biết các người chơi không có tiền thưởng và muốn lấy tiền thưởng của mình để chia lại cho người. Trường Giang nghe vậy liền hoảng hốt, em với Harry Won không có tiền thưởng đâu. Nghệ sĩ Ngọc Huyền đành phải chuyển sang, nếu Trường Giang với Harry Won không có tiền thưởng thì chị sẽ dẫn hai em đi ăn để bù lại. Lúc này Trường Giang lập tức kể xấu Harry Won, anh nói, thà cho Harry Won tiền còn hơn là dẫn đi ăn, ăn một lần hết 10 triệu đấy. Phản ứng bất ngờ của Trường Giang khi Nhã Phương bị nhà sản xuất phim tiết lộ chuyện sinh con cuối tháng 1. Sau khi chính thức là vợ chồng, đời sống hôn nhân của Trường Giang Nhã Phương cũng có nhiều chi tiết khiến khán giả chú ý. Đặc biệt là thông tin Nhã Phương mang thai, cả hai chuẩn bị lên chức bố mẹ. Tuy nhiên, cặp đôi này vẫn chưa một lần công khai với người hâm mộ. Mới đây nhất, khán giả lại thêm một fan xôn xao vì ekip phim Trạng Quỳnh chia sẻ vai diễn cuối cùng của cô trước ngày lâm bồn. Cụ thể, như thông tin được nhà sản xuất đưa ra thì Nhã Phương cho hay, khán giả vẫn thường nhớ đến tôi với những vai diễn ngọt ngào, nhẹ nhàng, ngay cả đến chính tôi cũng đã dần quen. Thế nhưng sau khi bước vào cánh cửa hôn nhân và chuẩn bị làm mẹ, vai diễn Điềm bỗng dưng có sức hút cực kỳ lớn đối với tôi. Tôi nhận vai mà buộc mình phải diễn quyết liệt, diễn như thể là lần cuối được diễn vai thiếu nữ, lần cuối được trẻ trung, tràn đầy năng lượng như vậy trên màn ảnh vậy. Khi xem lại những cảnh quay trong Trạng Quỳnh, tôi thấy như được quay lại chính mình thời trẻ. Nàng Điềm là họ tổ của Nhã Phương ngày xưa khi còn năng lượng và hứng khởi tột cùng. Và Nhã Phương hiện tại đầy đủ trải nghiệm, cảm nhận được nhân vật ở từng cảnh quay. Ai ai cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến cặp vợ chồng mới cưới. Tuy nhiên, chính Nhã Phương đã khẳng định, phía nhà sản xuất chưa hỏi tôi và tôi cũng chưa từng chia sẻ thông tin liên quan đến chuyện riêng tư. Đồng thời đại diện nhà sản xuất cũng phải gửi công văn và nhận chịu trách nhiệm hoàn toàn với những câu chuyện ảnh hưởng đến đời tư của cô. Giữa lúc bà xã gặp phải những sự việc không hay với nhà sản xuất phim thì Trường Giang vẫn giữ trạng thái im lặng. Đây là phản ứng mà khán giả đã quá quen thuộc. Theo đó, Mười Khó vẫn tất bật với các lịch quay game show, chạy show ở tỉnh và cả các sản phẩm cho kênh riêng của mình. Gần đây nhất, Trường Giang vừa diễn ở Đà Lạt. Có lẽ bà xã đã ở giai đoạn cuối thai kỳ nên không đồng hành cùng anh. Các fan của nam nghệ sĩ cập nhật hình ảnh của Trường Giang khi làm việc. Điểm khác biệt của anh sau kết hôn chính là giữ khoảng cách với các mỹ nhân khác, không còn động chạm, khoác vai như trước kia. Vốn dĩ, việc vợ chồng Trường Giang giấu kín thông tin cuộc sống đời tư đã là chuyện quá quen thuộc với khán giả. Dù đến nay, họ đã là của nhau và thông tin con cái cũng là niềm vui, nhưng cặp đôi này quyết định không chia sẻ với bất cứ ai. Có lẽ họ không muốn mình tiếp tục là đề tài bàn tán của công chúng.